Thưa quý vị, phát huy tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua, lớp lớp thanh niên áo xanh trong tỉnh Long An đã tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh. Ngoài những phong trào phần việc an sinh xã hội, nhiều bạn trẻ còn xông pha vào các bệnh viện dã chiến, tích cực cùng đội ngũ y tế hỗ trợ tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19. Bỏ qua những khó khăn bỡ ngỡ của những ngày đầu khi đến bệnh viện dã chiến số 21 tại trường cao đẳng sư phạm để làm công tác hỗ trợ giúp đỡ người bệnh, nhiều tình nguyện viên này đã và đang dốc hết sức mình để hỗ trợ nhân viên y tế làm tốt công tác điều trị bệnh. Và mỗi ngày, khi tận mắt chứng kiến bệnh nhân phục hồi và xuất viện, đây chính là sự khích lệ tinh thần lớn lao để các bạn có thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Các anh chị y tế thì nhân viên y tế hiện thiếu nên em thấy có thông báo là tham gia tình nguyện nên bọn em đã đăng ký tình nguyện để góp sức mình giúp các anh chị. Công việc của bọn em hàng ngày là sẽ canh camera và phụ mang cơm và khử khuẩn trong cái khu vực cách ly. Sự hỗ trợ của các cái tình nguyện viên trong cái bệnh viện đây là rất là tích cực, do đó góp phần hỗ trợ cho cái lực lượng tuyến đầu là đỡ mất cái thời gian để tập trung vào cái chăm sóc cho các cái bệnh nhân bị bệnh COVID-19 tốt hơn. Còn tại bệnh viện dã chiến số 11 ở thị xã Kiến Tường, mỗi ngày các bạn tình nguyện viên phải phục vụ từ hàng chục, hàng trăm bệnh nhân điều trị COVID-19 tại đây. Công việc chính của các bạn là phục vụ cơm cho bệnh nhân, thu gom rác thải tại các phòng bệnh và phun khử khuẩn toàn bộ khu vực điều trị. Do số lượng bệnh nhân lớn nên mỗi ngày các bạn phải thức dậy từ rất sớm và kết thúc công việc vào lúc tối muộn. Dạ, đôi khi mới ban đầu thì tụi em cũng sợ, nhưng mà sau này là quen với công việc rồi cho nên là tụi em cũng thấy cũng thoải mái hơn. Mình cũng biết thế nào để phòng chống, bảo vệ sức khỏe cho mình. Ngoài những tình nguyện viên như chị Xuyến, tại bệnh viện này còn có những đoàn viên là nhân viên y tế. Bằng trái tim y đức và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, những chiếc áo blue tại đây luôn tận tâm, tận lực với sứ mệnh cứu chữa người bệnh. Là một bác sĩ, vừa là một đoàn viên thanh niên, thì tôi nghĩ đây là một nghĩa vụ và một trách nhiệm của tôi đối với bệnh nhân cũng như là đối với cộng đồng, nhằm góp phần nhỏ của mình để đẩy lùi đại dịch. Và ở đây thì chúng tôi điều trị ngoài những cái triệu chứng chính cho bệnh nhân thì chúng tôi còn tư vấn về sức khỏe, dinh dưỡng cũng như là giải đáp những cái thắc mắc cho bệnh nhân, giúp bệnh nhân yên tâm hơn trong việc điều trị bệnh. Cuộc chiến với đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục, dù có lúc mệt mỏi nhưng tinh thần và nhiệt huyết của những tình nguyện viên áo xanh sẽ không gục ngã, quyết tâm hóa xanh bản đồ COVID và sớm đưa Long An vượt qua đại dịch.